Thân chào tất cả các em. Rất vui lại được tái ngộ cùng với các em trong thời gian dành cho bộ môn toán. Hôm nay thầy và trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề phương trình quy về phương trình bậc 2. Trong chủ đề này, về mặt kiến thức, chúng ta sẽ cần dùng đến công thức nghiệm của phương trình bậc 2 và kỹ năng vận dụng công thức nghiệm này vào việc giải các cái phương trình. Do đó, các em cần xem và nhớ lại cái công thức nghiệm mà chúng ta đã học ở chủ đề trước. Về mặt phương tiện, các em cần trang bị viết và vở để chúng ta ghi lại nội dung của bài học. Máy tính cầm tay để hỗ trợ chúng ta trong quá trình tính toán. Ngoài ra, các em cũng có thể tham khảo nội dung của chủ đề này trong sách giáo khoa toán chính tập 2 từ trang số 54 cho đến trang số 57. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nội dung của bài học. Vấn đề chính trong chủ đề này đó là chúng ta sẽ giải những cái phương trình mà nó không phải là phương trình bậc 2. Nhưng chúng ta sẽ có cách để đưa những cái phương trình đó trở thành một phương trình mới có dạng của phương trình bậc 2. Và lúc đó chúng ta có thể áp dụng được công thức nghiệm của phương trình bậc 2 vào việc giải các cái phương trình. Bây giờ chúng ta sẽ xét một cái loại phương trình có tên là phương trình trùng phương. Như vậy thế nào là một phương trình trùng phương? Người ta định nghĩa một phương trình trùng phương là phương trình có dạng như sau: AX mũ 4 cộng BX mũ 2 cộng C bằng 0. Với A, B, C là những cái số cho trước và chúng được gọi là các hệ số. X là ẩn. Hệ số A trong phương trình này phải khác với số 0. Và để gọi tên cái phương trình này cho nó đơn giản thì chúng ta có thể đặt phương trình này là phương trình số 1. Như vậy, trong cái phương trình 1, số mũ cao nhất của ẩn x là mũ 4. Như vậy đây không phải là một phương trình bậc 2. Một đặc điểm nữa đó là chúng ta có thể viết cái phương trình số 1 này lại như sau: x mũ 4 chúng ta sẽ viết lại thành là x bình phương tất cả bình phương. Vì khi chúng ta viết lại như thế này thì chúng ta thấy rằng là có sự xuất hiện bình phương của bình phương. Và cái sự xuất hiện bình phương của bình phương như vậy, người ta gọi nó là trùng phương. Như vậy thì đó là cái lý do tại sao mà người ta gọi cái phương trình số 1 này là phương trình trùng phương. Và cũng nhờ vào cách viết như thế này, chúng ta sẽ nhận biết được có sự lặp đi lặp lại của một cái biểu thức trong phương trình, đó là biểu thức x bình phương. Do cái sự lặp đi lặp lại của biểu thức x bình phương như vậy á, cho nên chúng ta có thể làm cho phương trình trở nên đơn giản hơn bằng cách là thay thế cái bình phương đó bởi một ẩn số mới. Và việc làm như vậy gọi là đặt một ẩn phụ. Chúng ta có thể tóm tắt việc giải một phương trình trùng phương bằng cách đặt ẩn phụ qua 4 bước cơ bản như sau. Bước 1 là chúng ta sẽ thay thế x bình phương bởi một ẩn số mới mà thông thường chúng ta sẽ đặt là ẩn t. Đây, đặt x bình phương bằng t. Và do bình phương của x nó không có âm, cho nên là giá trị của t cũng không có âm, có nghĩa là t phải lớn bằng 0. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái bước đặt này, chúng ta sẽ thay thế vào trong phương trình. Ngay tại những cái vị trí mà có chứa x bình phương, chúng ta sẽ thay thế vào đó bởi ẩn t.
Đây, ngay tại vị trí, hai cái vị trí mà là khoanh tròn, chúng ta sẽ thay thế bởi ấn T. Lúc này chúng ta sẽ thu được một cái phương trình mới, đó là AT bình phương cộng BT cộng C bằng 0. Và để đơn giản trong việc gọi tên, thầy gọi phương trình này là phương trình số 2. Như vậy cái phương trình số 2 này là một cái phương trình bậc 2 theo ấn T. Bằng cái cách đặt ấn phụ, chúng ta đã đưa một cái phương trình trùng phương có số mũ của ẩn tới mũ 4 về thành một cái phương trình mới là một phương trình bậc 2. Như vậy khi nó đã trở thành phương trình bậc 2 rồi thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ giải cái phương trình bậc 2 đó ra để tìm ra được các cái giá trị T. Sau khi đã tìm ra được các giá trị T thì những cái giá trị T nào mà không có âm thì chúng ta nhận, còn những giá trị T nào mà âm thì chúng ta loại đi. Đó là bước thứ 3, chúng ta sẽ đối chiếu các giá trị T với điều kiện T không âm. Và bước thứ 4 là với những cái giá trị T mà không có âm thì chúng ta sẽ giải tìm ra cái giá trị của X bằng quy tắc là x bình phương bằng t, và sau đó chúng ta kết luận nghiệm của phương trình. Đó là bốn cái bước cơ bản để giúp chúng ta giải một phương trình trùng phương. Bây giờ chúng ta sẽ xét một vài cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất, chúng ta giải phương trình x mũ 4 trừ 2 bình phương trừ 15 bằng 0. Đây là một phương trình trùng phương. Vậy bước 1, chúng ta đặt x bình phương bằng t với điều kiện là t không có âm. Ta được một cái phương trình mới theo ẩn t như sau: t bình phương trừ 2t trừ 15 bằng 0. Thầy đặt cái phương trình mới này là phương trình sau. Bây giờ chúng ta sẽ giải cái phương trình sau này bằng công thức nghiệm của phương trình bậc 2. Tính delta, ở đây chúng ta sẽ tính ra được delta bằng 64, và do delta là số dương cho nên phương trình sau nó sẽ có hai nghiệm phân biệt. Chúng ta áp dụng công thức, chúng ta tính hai cái nghiệm phân biệt đó ra, và chúng ta lưu ý rằng cái phương trình sau đó nó có ẩn là ẩn t, cho nên khi chúng ta giải cái phương trình sau thì phải ra nghiệm là nghiệm t. Vậy cái nghiệm T thứ nhất là chúng ta tính ra được là bằng 5, và cái nghiệm T thứ hai là chúng ta tính ra được là bằng âm 3. Vậy với hai cái giá trị T này, chúng ta sẽ đối chiếu lại với điều kiện T không âm. Vậy cái giá trị T bằng 5 á, thì nó thỏa mãn điều kiện rồi bởi vì nó là số dương. Còn cái giá trị T bằng âm 3 thì nó không thỏa mãn điều kiện bởi vì giá trị T này là số âm. Bây giờ chúng ta sẽ giải tìm x dựa vào cái giá trị T bằng 5 này đây. Với cái T bằng 5 thì chúng ta sẽ dựa vào quy tắc là x bình phương bằng với T. Vậy thì T bằng 5, vậy thì lúc đó chúng ta sẽ có được là x bình phương bằng 5. Mà x bình phương bằng 5 thì x sẽ là căn bậc 2 của 5, có nghĩa là x nó sẽ gồm có hai giá trị là căn 5 với trừ căn 5, và chúng ta có thể viết gọn là như thế này. Như vậy hai cái giá trị căn 5 và trừ căn 5 chính là nghiệm của cái phương trình ở ví dụ 1 chúng ta kết luận. Chúng ta xét ví dụ thứ hai. Chúng ta giải phương trình x mũ 4 trừ 13 x bình phương cộng 36 bằng 0. Đây là cũng là một phương trình trùng phương. Vậy bước 1, chúng ta đặt x bình phương bằng t với điều kiện t không âm. Lúc đó chúng ta được một phương trình mới theo ẩn t, đó là t bình phương trừ 13t cộng 36 bằng 0. Chúng ta đặt phương trình này là phương trình sau. Bây giờ chúng ta sẽ giải phương trình sau này bằng công thức nghiệm. Tính delta,
delta tính ra được bằng 25. Vậy do delta là số dương cho nên phương trình sau sẽ có hai nghiệm phân biệt. Chúng ta áp dụng công thức để chúng ta tính ra hai cái nghiệm phân biệt của phương trình sau đây. Đây là nghiệm thứ nhất t1 bằng 9 và nghiệm thứ hai t2 bằng 4. Như vậy cả hai cái giá trị t mà chúng ta tìm được đều là số dương, có nghĩa là nó đã thỏa mãn cái điều kiện t không âm. Chúng ta ghi nhận cái điều đó vào trong bài làm ha. Giá trị t bằng 9 thỏa mãn điều kiện và giá trị t bằng 4 cũng thỏa mãn điều kiện. Vậy với mỗi giá trị t như vậy, chúng ta sẽ lần lượt giải tìm ra các giá trị x tương ứng. Với t bằng 9 thì chúng ta sẽ có được là x bình phương bằng 9. Tại vì t bằng x bình phương bằng với t mà, cho nên t bằng 9 có nghĩa là x bình phương cũng bằng 9. Vậy lúc này chúng ta lấy căn bậc 2 của 9 thì chúng ta sẽ tìm được là x bằng 3 và trừ 3. Đây chúng ta ghi gọn lại là cộng trừ 3. Còn với t bằng 4 chúng ta sẽ làm tương tự. Chúng ta sẽ được là x bình phương bằng 4 và lấy căn bậc 2 của 4, chúng ta sẽ được x bằng 2 và trừ 2. Và chúng ta kết luận chúng ta xét một ví dụ thứ ba. Chúng ta giải phương trình 3x mũ 4 cộng 4x bình phương cộng 1 bằng 0. Đây cũng là một phương trình trùng phương. Chúng ta đạt x bình phương bằng t với điều kiện t không âm. Lúc đó chúng ta được một phương trình mới theo ẩn t, đó là 3t bình phương cộng 4t cộng 1 bằng 0. Chúng ta gọi tên phương trình này là phương trình sau. Bây giờ chúng ta sẽ giải cái phương trình sau này bằng công thức nghiệm. Chúng ta tính delta. Delta tính ra được bằng 4. Do delta là số dương cho nên phương trình sau sẽ có hai nghiệm phân biệt. Áp dụng công thức chúng ta tính ra được nghiệm thứ nhất là t1 bằng âm 1/3 và cái nghiệm thứ hai là t2 bằng âm 1. Như vậy cả hai cái giá trị t của chúng ta đều là số âm. Điều đó nói lên rằng là cả hai giá trị t này đều không thỏa mãn cái điều kiện t không âm. Vì chúng ta đối chiếu cả hai giá trị t này đều không thỏa mãn điều kiện. Như vậy cả hai giá trị t mà không thỏa mãn điều kiện thì có nghĩa là chúng ta đã loại hết cả hai giá trị t. Như vậy thì điều đó có nghĩa là phương trình trùng phương ở ví dụ thứ ba này là một phương trình vô nghiệm. Như vậy chúng ta vừa xét qua ba cái ví dụ liên quan đến việc giải một phương trình trùng phương. Tiếp theo chúng ta sẽ xét một cái loại phương trình mà các em đã từng học ở lớp 8, đó là phương trình tích. Đây là cách giải tổng quát của phương trình tích, là ax nhân bx bằng 0 thì tương đương với ax bằng 0 hoặc là bx bằng 0. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái cách giải phương trình tích vào các cái ví dụ cụ thể. Ví dụ thứ nhất, chúng ta giải phương trình x cộng 1 tất cả nhân với x bình phương cộng 2x trừ 3 bằng 0. Thì đây là một phương trình tích rồi, cho nên là chúng ta sẽ giải như sau. Phương trình tích ở ví dụ 1 nó sẽ tương đương với x cộng 1 bằng 0 hoặc là x bình phương cộng 2x trừ 3 bằng 0. Chúng ta có thể gọi cái phương trình x cộng 1 bằng 0 này là phương trình số 1 và cái phương trình x bình phương cộng 2x trừ 3 bằng 0 đây là phương trình số 2. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt giải phương trình số 1 và giải phương trình số 2 ra. Chúng ta giải phương trình số 1. Đây là một phương trình bậc nhất cho nên là chúng ta giải ra rất là nhanh, đó là x bằng âm 1. Còn đối với phương trình số 2, nó là một phương trình bậc 2
Cho nên là chúng ta sẽ dùng công thức nghiệm để chúng ta giải. Chúng ta tính delta. Ở đây delta tính ra được bằng 16. Do delta là số dương, cho nên cái phương trình số 2 á, nó sẽ có hai nghiệm phân biệt. Áp dụng công thức, chúng ta sẽ tính ra được nghiệm thứ nhất bằng 1 và nghiệm thứ hai bằng -3. Như vậy, cái nghiệm của cái phương trình tích ở ví dụ 1 ở đây sẽ bao gồm tất cả những cái nghiệm mà chúng ta đã giải ra được. Đó là bao gồm x bằng -1 đây, x bằng 1 với x bằng -3. Chúng ta kết luận ba nghiệm của phương trình. Chúng ta xét ví dụ thứ hai. Giải phương trình căn của x trừ 3 nhân với x bình phương trừ 6x cộng 8 bằng 0. Đây cũng là một phương trình tích. Tuy nhiên là trong cái phương trình tích này nó có chứa một cái nhân tử, đó là căn của x trừ 3. Như vậy thì chúng ta phải xác định cái điều kiện để cho cái căn này nó có nghĩa. Vậy thì muốn cho căn của x trừ 3 mà nó có nghĩa đó, thì x trừ 3 nó phải không âm, có nghĩa là x trừ 3 lớn bằng 0, hay nói cách khác là x phải lớn hơn hoặc bằng 3. Đó là cái điều kiện để cho căn của x trừ 3 nó xác định hay là nó có nghĩa đó. Vậy trước khi chúng ta giải phương trình này, chúng ta phải ghi nhận cái điều kiện đó trước. Đây, điều kiện x lớn bằng 3 để cho căn của x trừ 3 xác định hay là nó có nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải cái phương trình tích này. Vậy thì cái phương trình tích này nó sẽ tương đương với căn của x trừ 3 bằng 0 hoặc là x bình phương trừ 6x cộng 8 bằng 0. Chúng ta có thể gọi cái phương trình căn của x trừ 3 bằng 0 là phương trình số 1, còn cái phương trình x bình phương trừ 6x cộng 8 bằng 0 là phương trình số 2. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt giải hai cái phương trình này ra. Đầu tiên chúng ta giải phương trình số 1, căn của x trừ 3 bằng 0. Thì để giải phương trình này chúng ta có thể dùng phương pháp là bình phương hai vế. Đây, chúng ta bình phương hai vế lên thì mất dấu căn đi, chúng ta được một phương trình đó là x trừ 3 bằng 0. Và lúc này chúng ta sẽ tìm được là x bằng 3. Tiếp theo chúng ta giải cái phương trình số 2. Phương trình số 2 là một cái phương trình bậc 2, do đó chúng ta sẽ dùng công thức nghiệm để chúng ta giải. Chúng ta tính delta. Ở đây delta tính ra bằng 4. Do delta là số dương, cho nên cái phương trình số 2 sẽ có hai nghiệm phân biệt. Áp dụng công thức, chúng ta tính ra được nghiệm thứ nhất là bằng 4 và nghiệm thứ hai là bằng 2. Do trong cái phương trình tích này nó có điều kiện x lớn bằng 3, cho nên những cái giá trị x mà chúng ta tìm được, chúng ta phải đối chiếu lại với cái điều kiện x lớn bằng 3 này. Vậy thì ở đây chúng ta có thể nhận biết được đó là cái giá trị x bằng 3 và cái giá trị x bằng 4 ở đây là nó đã thỏa mãn cái điều kiện x lớn bằng 3 rồi. Còn cái giá trị x bằng 2 ở đây nó không thỏa mãn điều kiện. Vậy chúng ta sẽ ghi nhận điều đó vào trong cái bài làm đây. Giá trị x bằng 4 và giá trị x bằng 3 là thỏa mãn điều kiện, còn cái giá trị x bằng 2 á, thì không thỏa mãn điều kiện. Vì cái giá trị x bằng 2 đó chúng ta loại đi rồi, chỉ còn lại hai cái giá trị thôi, đó là x bằng 4 với x bằng 3. Đó là hai cái nghiệm của cái phương trình tích ở ví dụ thứ hai này. Chúng ta kết luận à. Tiếp theo chúng ta cũng xét một cái loại phương trình mà các em cũng đã từng học ở lớp 8 rồi, đó là phương trình có chứa ẩn ở mẫu. Việc giải một phương trình có chứa ẩn ở mẫu nó sẽ tuân theo những cái bước mà chúng ta sẽ nhắc lại như sau. Bước 1 là chúng ta tìm điều kiện xác định của phương trình, có nghĩa là chúng ta sẽ xem xét các cái mẫu thức, chúng ta cho các mẫu thức khác không để tìm ra được cái điều kiện xác định của phương trình. Bước thứ hai, chúng ta quy đồng mẫu thức ở hai vế rồi khử mẫu. Lúc đó chúng ta sẽ thu được một cái phương trình mới không tương đương với phương trình đã cho. Bước thứ ba,
là chúng ta giải cái phương trình mà chúng ta vừa nhận được sau khi mà chúng ta khử mẫu đó. Và bước thứ tư là chúng ta loại những cái giá trị của ẩn mà nó không có thỏa mãn cái điều kiện xác định. Còn các cái giá trị của ẩn mà nó thỏa mãn cái điều kiện xác định đó, thì chính là nghiệm của phương trình đã cho. Đó là bốn cái bước cơ bản để giải một phương trình có chứa ẩn ở mẫu mà chúng ta đã từng học lớp 8. Bây giờ chúng ta sẽ xét ví dụ minh họa. Chúng ta giải phương trình như trên màn hình. X bình phương trừ 3x cộng 5 trên x trừ 3 tất cả nhân với x cộng 2 bằng 1 trên x trừ 3. Bước đầu tiên chúng ta sẽ ghi nhận cái điều kiện xác định của phương trình này. Chúng ta quan sát cái mẫu thức của phương trình, chúng ta nhận thấy là có cái nhân tử x trừ 3. Như vậy thì cái điều kiện thứ nhất đó là x phải khác số 3. Và cái nhân tử thứ hai nó xuất hiện ở mẫu đó là x cộng 2. Vậy thì x nó phải khác âm 2. Đó là hai cái điều kiện mà chúng ta ghi nhận được. X khác 3 với x khác trừ 2. Tiếp theo chúng ta sẽ quy đồng mẫu thức ở hai vế với mẫu thức chung là x trừ 3 nhân với x cộng 2. Đây, chúng ta làm cho mẫu thức ở hai vế như nhau. Vì khi mẫu thức ở hai vế đã được quy đồng thì chúng ta sẽ khử mẫu. Lúc đó chúng ta được một cái phương trình mới. Và cái phương trình mới này nó không còn tương đương với phương trình đã cho nữa. Chúng ta lưu ý cái bước khử mẫu đối với phương trình có chứa ẩn ở mẫu. Chúng ta tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển tất cả các hạng tử ở vế bên phải về vế trái. Lúc đó vế phải chỉ còn là số 0. Và lưu ý rằng việc chuyển vế thì đổi dấu hạng tử. Thu gọn vế trái, chúng ta sẽ được một cái phương trình bậc 2 là x bình phương trừ 4x cộng 3 bằng 0. Chúng ta có thể gọi phương trình này là phương trình sau. Bây giờ chúng ta sẽ giải cái phương trình sau này bằng công thức nghiệm. Chúng ta tính delta. Ở đây delta chúng ta tính ra bằng 4. Và do delta là số dương cho nên phương trình sau sẽ có hai nghiệm phân biệt. Chúng ta dùng công thức, chúng ta sẽ tính hai cái nghiệm phân biệt của cái phương trình sau này ra. Nghiệm thứ nhất bằng 3 và nghiệm thứ hai tính ra bằng 1. Vậy với hai cái nghiệm mà chúng ta mới vừa tính ra được của cái phương trình sau đó thì chúng ta sẽ đối chiếu lại với điều kiện xác định. Vậy cái giá trị x bằng 3 đó nó không có thỏa mãn điều kiện xác định. Còn cái giá trị x bằng 1 á thì nó đã thỏa mãn điều kiện xác định rồi. Vậy cái giá trị x bằng 1 này chính là nghiệm của phương trình mà chúng ta đang giải trong cái ví dụ này. Chúng ta kết luận vậy nghiệm của phương trình đã cho là x bằng 1. Vậy ở lớp 8 khi chúng ta gặp phương trình có chứa ẩn ở mẫu thì khi chúng ta quy đồng mẫu thức ở hai vế và khử mẫu đi thì thông thường chúng ta thu được một cái phương trình bậc nhất. Còn ở lớp 9 khi chúng ta gặp một cái phương trình có chứa ẩn ở mẫu, khi mà chúng ta quy đồng mẫu thức ở hai vế và khử mẫu đi thì chúng ta có thể thu được một cái phương trình bậc 2. Và lúc đó để giải được cái phương trình bậc 2 đó thì chúng ta sẽ áp dụng công thức nghiệm vào. Như vậy là chúng ta vừa xét ba cái loại phương trình mà nó có liên quan tới việc giải phương trình bậc 2. Đó là phương trình trùng phương, phương trình tích và phương trình có chứa ẩn ở mẫu. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể gặp những cái loại phương trình mà cái cách giải của nó cũng giống với cách giải của phương trình trùng phương. Có nghĩa là chúng ta sẽ dùng một cái ẩn phụ để chúng ta thay thế cho những cái biểu thức ở bên trong phương trình đó.
để đưa cái phương trình đó trở thành một cái phương trình bậc 2. Thì bây giờ phần kế tiếp chúng ta sẽ xét những cái loại phương trình mà cũng được quy về phương trình bậc 2 bằng cách đặt ẩn phụ. Chẳng hạn chúng ta xét ví dụ như sau. Chúng ta giải cái phương trình 3 nhân với x bình phương cộng x tất cả bình phương trừ 2 nhân với x bình phương cộng x trừ 1 bằng 0. Vì trong cái phương trình này chúng ta rất dễ dàng nhận biết được có một cái biểu thức mà nó lặp đi lặp lại ở trong phương trình, đó là cái biểu thức x bình phương cộng x. Và do cái sự lặp lại của cái biểu thức x bình phương cộng x như vậy á, cho nên là chúng ta có thể dùng một cái ẩn phụ để chúng ta thay thế cho cái biểu thức x bình phương cộng x đó. Chẳng hạn chúng ta đặt x bình phương cộng x đó được thay thế bởi một cái ẩn là t. Đây, đặt x bình phương cộng x bằng một ẩn t. Lúc đó chúng ta dùng cái ẩn t này, chúng ta sẽ thay cho cái biểu thức x bình phương cộng x trong phương trình. Chúng ta sẽ được một cái phương trình mới như sau, là 3t bình phương trừ 2t trừ 1 bằng 0. Đây, ngay tại những cái vị trí mà khoanh tròn ở đây, chúng ta sẽ thay vào đó là chữ t. Lúc đó chúng ta được một cái phương trình bậc 2 theo ẩn t, và chúng ta có thể gọi phương trình này là phương trình sau. Bây giờ chúng ta sẽ giải cái phương trình bậc 2 theo ẩn t này bằng công thức nghiệm. Chúng ta tính delta. Delta chúng ta tính ra bằng 16. Do delta là số dương cho nên phương trình sau sẽ có hai nghiệm phân biệt. Chúng ta dùng công thức, chúng ta tính ra được nghiệm thứ nhất là t1 bằng 1 và nghiệm thứ hai là t2 bằng âm 1/3. Như vậy cứ mỗi một giá trị t mà chúng ta tính ra được ở đây thì chúng ta sẽ giải tìm x. Đầu tiên là với cái giá trị t bằng 1. Với t bằng 1 thì lúc nãy chúng ta đã đặt x bình phương cộng x bằng với t. Vì lúc này chúng ta sẽ thay t bằng 1 vào đây, chúng ta sẽ được là x bình phương cộng x bằng 1 đây. Và chuyển các hạng tử ở vế phải về vế trái, chúng ta sẽ được một cái phương trình bậc 2, đó là x bình phương cộng x trừ 1 bằng 0. Chúng ta được một cái phương trình bậc 2 theo ẩn x. Chúng ta gọi phương trình này là phương trình số 1. Tương tự với cái giá trị t bằng âm 1/3 thì chúng ta sẽ có là x bình phương cộng x bằng âm 1/3. Lúc này nhân 3 vào cả hai vế, chúng ta sẽ được là 3 x bình phương cộng 3 x bằng âm 1. Và chuyển các hạng tử về vế trái, chúng ta sẽ được một cái phương trình bậc 2, đó là 3 x bình phương cộng 3 x cộng 1 bằng 0. Chúng ta gọi phương trình này là phương trình số 2. Vậy bây giờ chúng ta sẽ lần lượt giải phương trình số 1 và phương trình số 2 này ra, thì chúng ta sẽ có được nghiệm của cái phương trình ở ví dụ 1. Chúng ta giải phương trình 1 x bình phương cộng x trừ 1 bằng 0, thì chúng ta cũng sẽ dùng công thức nghiệm để chúng ta giải. Chúng ta tính delta. Delta tính ra bằng 5. Do delta là số dương cho nên cái phương trình 1 sẽ có hai nghiệm phân biệt. Chúng ta dùng công thức nghiệm, chúng ta tính ra được nghiệm thứ nhất là x1 bằng trừ 1 cộng căn 5 trên 2. Và nghiệm thứ hai đó là x2 đây, bằng trừ 1 trừ căn 5 trên 2. Đối với cái phương trình thứ hai là 3 x bình phương cộng 7 cộng 1 bằng 0, thì chúng ta cũng sẽ dùng công thức nghiệm. Chúng ta tính delta. Delta tính ra được bằng âm 3. Như vậy thì do delta là số âm cho nên cái phương trình số 2 này đã vô nghiệm rồi. Như vậy cuối cùng nghiệm của cái phương trình mà chúng ta đang giải ở ví dụ 1 chính là hai cái giá trị x1 và x2 mà chúng ta đã tìm được ở trong cái phương trình số 1 này đây. Chúng ta kết luận nghiệm. Rồi, đó là một cái ví dụ về việc chúng ta
nhận biết được có một cái biểu thức ở trong phương trình nó cứ lặp đi lặp lại. Do đó chúng ta sẽ dùng một cái ẩn phụ để chúng ta thay thế cho cái biểu thức được lặp đi lặp lại trong phương trình đó, để làm cho cái phương trình đó trở nên đơn giản hơn. Hay nói cách khác là chúng ta có thể đưa cái phương trình đó về thành một cái phương trình bậc 2 để chúng ta có thể dùng công thức nghiệm chúng ta giải được. Chúng ta xét thêm một cái ví dụ thứ hai. Chúng ta giải phương trình 2x trừ 7 căn x trừ 15 bằng 0. Trong phương trình này có chứa căn x. Vậy do x nó được lấy căn, cho nên chúng ta phải ghi nhận một cái điều kiện để cho căn của x nó được xác định, đó là x nó phải không có âm. Có nghĩa là x phải lớn bằng 0 để lấy căn của x. Tiếp theo chúng ta chú ý một cái quy tắc đối với căn thức, đó là với x mà không âm đó, thì x chúng ta có thể viết lại thành là bình phương của căn x. Do đó cái phương trình ở ví dụ 2 này nè, chúng ta có thể viết lại thành là 2 nhân với căn x tất cả bình phương nè trừ 7 căn x trừ 15 bằng 0. Đây, ngay tại cái vị trí của cái ẩn x đây, chúng ta sẽ viết lại thành là căn x tất cả bình phương. Vậy khi chúng ta viết lại được như thế này đó, thì chúng ta để ý là căn x nó đang lặp đi lặp lại. Do đó chúng ta có thể dùng một cái ẩn phụ để chúng ta thay thế cho căn x. Vậy chúng ta có thể đặt căn x được thay thế bởi một cái ẩn phụ là t. Do t là khai phương của x, căn x nó không có âm, cho nên là t cũng không có âm. Như vậy thì ở đây đều có một cái điều kiện dành cho ẩn t, đó là t lớn bằng 0. Như vậy khi chúng ta đã thay thế căn x bởi một ẩn là t, thì lúc đó chúng ta được một cái phương trình như sau. Đây, căn x này chúng ta sẽ thay bởi t, và ở đây chúng ta cũng thay bởi ẩn t. Chúng ta sẽ thu được một cái phương trình, đó là 2t bình phương trừ 7t trừ 15 bằng 0. Đây là một cái phương trình bậc 2 theo ẩn t. Chúng ta có thể gọi phương trình này là phương trình sau. Bây giờ chúng ta sẽ giải phương trình sau này bằng công thức nghiệm. Chúng ta tính delta. Delta tính ra bằng 169. Do delta là số dương, cho nên phương trình sau đó nó sẽ có hai nghiệm phân biệt. Rồi chúng ta áp dụng công thức, chúng ta tính ra được nghiệm thứ nhất là T1 bằng 5, và nghiệm thứ hai đó là T2 bằng âm 3 bằng 2. Vì trong hai cái giá trị T này thì chúng ta chỉ nhận cái giá trị T mà không có âm thôi, còn cái giá trị T mà âm thì chúng ta loại nó đi. Như vậy với cái giá trị T bằng 5 đó thì nó thỏa mãn cái điều kiện T không âm rồi. Còn cái giá trị T bằng âm 3 phần 2 đó thì nó không có thỏa mãn cái điều kiện của T. Vì chúng ta loại cái giá trị T bằng âm 3 phần 2 đi. Lúc này chúng ta sẽ lấy cái giá trị T bằng 5 này nè, để chúng ta giải ra được cái giá trị của ẩn x. Lúc nãy chúng ta đặt căn x bằng T mà T lại bằng 5. Vậy thì lúc đó chúng ta sẽ có được, đó là với T bằng 5 thì chúng ta sẽ có được là căn x bằng 5. Và để tìm x, do đây là căn x bằng 5 cho nên muốn tìm x, chúng ta bình phương hai vế là lúc đó chúng ta sẽ tìm được x bằng 25. Chúng ta bình phương hai vế là chúng ta được x bằng 25 đây. Vì cái giá trị x bằng 25 này hoàn toàn thỏa mãn cái điều kiện x không âm. Do đó chúng ta ghi nhận cái ý đó vào trong bài làm của chúng ta và kết luận nghiệm. Vậy nghiệm của phương trình đã cho đó là x bằng 25. Đây, cái ví dụ này cũng là một cái ví dụ về việc giải một cái phương trình bậc, giải một cái phương trình quy về phương trình bậc 2 bằng cách đặt một ẩn phụ. Như vậy thì thông thường cái nguyên tắc chung khi mà chúng ta đặt một ẩn phụ, đó là chúng ta quan sát trong cái phương trình đó nó có sự xuất hiện của một biểu thức mà nó cứ lặp đi lặp lại ở trong phương trình,
thì chúng ta có thể dùng một cái ẩn phụ để chúng ta thay thế cho cái biểu thức lặp đi lặp lại đó. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể giải một cái phương trình bằng cách quy nó về phương trình bậc 2 theo phương pháp là bình phương hai vế. Thì cái phương pháp mà bình phương hai vế này thường được áp dụng đối với những cái phương trình mà có chứa căn thức. Chẳng hạn chúng ta xét ví dụ như sau. Chúng ta giải một cái phương trình đó là căn của 2x-1 bằng với x-2. Trong phương trình này thì vế trái là một biểu thức có chứa căn và vế phải là x-2 đây. Nói vậy cái phương trình, cái điều kiện mà có nghiệm của phương trình này đó, đó là cái vế bên phải, cái biểu thức x-2 này phải không có âm, tại vì vế trái đang là khai phương của 2x-1 mà khai phương thì không có ra giá trị âm. Cho nên là cái điều kiện có nghiệm của phương trình này là cái vế bên phải đây, là x-2 đây nè, phải không có âm. Có nghĩa là x-2 phải lớn hơn hoặc bằng 0, tương đương với x lớn bằng 2. Đây là cái điều kiện mà chúng ta ghi nhận để cái phương trình này có nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ giải cái phương trình này bằng cách là làm cho nó mất dấu căn đi. Mà muốn cho nó mất dấu căn đi thì chúng ta sẽ bình phương cả hai vế. Đây, chúng ta bình phương cả hai vế. Lúc đó chúng ta thu được một phương trình mới là bình phương vế trái thì mất dấu căn đây và bình phương vế bên phải. Lúc đó cái phương trình mới này nó không còn có chứa dấu căn nữa. Và cái phương trình mới này do cả hai vế nó đều có chứa ẩn hết, cho nên khi chúng ta thực hiện cái phép bình phương hai vế này, nó sẽ dẫn đến một cái phương trình mới không tương đương với phương trình đã cho nữa. Này không tương đương ha. Lúc này phần việc còn lại là chúng ta giải cái phương trình vừa nhận được đây. Chúng ta khai triển cái biểu thức x-2 tất cả bình phương theo hằng đẳng thức. Chúng ta được là x bình phương trừ với cộng 4. Chúng ta chuyển tất cả các hạng tử về vế bên trái để cho vế phải chỉ còn lại số 0 mà thôi. Thu gọn vế trái, chúng ta được một cái phương trình bậc 2 đó là trừ x bình phương cộng 6x trừ 5 bằng 0. Chúng ta đã gọi phương trình này là phương trình sau. Như vậy chúng ta cũng sẽ giải cái phương trình sau này bằng công thức nghiệm. Chúng ta tính delta. Delta ở đây chúng ta tính ra được là bằng 16. Vậy do delta là số dương cho nên phương trình sau chúng ta đó sẽ có hai nghiệm phân biệt. Chúng ta dùng công thức chúng ta tính ra được nghiệm thứ nhất bằng 1 và nghiệm thứ hai bằng 5. Vậy trong hai cái giá trị x mà chúng ta giải ra được ở đây, chúng ta sẽ đối chiếu với cái điều kiện tồn tại nghiệm của phương trình mà chúng ta đã ghi nhận lúc đầu, đó là x phải lớn hơn hoặc bằng 2. Vì cái giá trị x bằng 1 này nó không thỏa mãn cái điều kiện đó rồi. Còn cái giá trị x bằng 5 này đã thỏa mãn cái điều kiện thì chúng ta ghi nhận vào. Giá trị x bằng 1 không thỏa mãn điều kiện, còn cái giá trị x bằng 5 đã thỏa mãn điều kiện rồi. Như vậy lúc này chúng ta kết luận cái giá trị x bằng 5 đó chính là nghiệm của phương trình đã cho. Cuối cùng là một số cái bài tập để chúng ta vận dụng những cái phương pháp giải phương trình quy về phương trình bậc 2 ở trong cái chủ đề này. Bài tập thứ nhất là chúng ta giải các cái phương trình trùng phương. Chúng ta có 5 cái phương trình trùng phương và các em xem lại cái phương pháp giải cũng như là các ví dụ minh họa ở phần phương trình trùng phương để các em giải cái bài tập 1 này. Bài tập thứ hai là chúng ta giải các cái phương trình tích. Các em cũng xem lại những cái ví dụ minh họa trong phần phương trình tích để các em áp dụng vào cái bài tập thứ hai này. Bài tập thứ ba đó là chúng ta giải các cái phương trình có chứa ẩn ở mẫu và chúng ta cũng xem lại các cái bước giải phương trình có chứa ẩn ở mẫu và ví dụ minh họa để chúng ta vận dụng vào cái bài tập số 3.
Bài tập số 4 đó là chúng ta giải các cái phương trình bằng cách đặt ẩn phụ. Thì ở đây chúng ta có 3 cái phương trình được giải bằng cách là đặt ẩn phụ. Ở mỗi phương trình như vậy, thầy có cái hướng dẫn về việc đặt cái ẩn phụ. Chúng ta dựa vào đó để chúng ta giải các cái phương trình ở bài tập số 4. Và bài tập số 5 đó là giải các cái phương trình bằng cách bình phương hai vế. Thì ở đây thầy có hai cái phương trình được giải bằng cách là bình phương hai vế để đưa nó về phương trình bậc 2. Ở câu số 2 thì chúng ta chú ý cái điều kiện tồn tại nghiệm, đó là x lớn bằng 8. Đó là năm cái bài tập giúp các em vận dụng những cái phương pháp mà các em đã học ở trong cái chủ đề này. Đến đây, phần trình bày về chủ đề phương trình quy về phương trình bậc 2 của thầy xin được phép tạm dừng. Mong rằng với những cái nội dung, phương pháp và những cái ví dụ mà thầy đã thực hiện, nó sẽ giúp các em hoàn thành được những cái bài tập liên quan đến phương trình quy về phương trình bậc 2. Cuối cùng, chúc các em thật nhiều sức khỏe và học tập thật tốt. Xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại.